Thưa quý vị, mùa sen Đôn Ta về mang theo không khí hân hoan ấm áp trên khắp các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer, còn được gọi là lễ cúng ông bà. Nhân mùa lễ năm nay, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhiều đoàn đến thăm chúc mừng tại hội đoàn sư sãi yêu nước các chùa ở tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đi thăm hỏi, động viên, chúc các hòa thượng, thượng tọa cùng các vị sư sãi, ban quản trị chùa cùng đồng bào Khmer đón lễ Sen Đôn Ta vui tươi hạnh phúc, đồng thời thông tin thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng qua. Nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách về tôn giáo, dân tộc của đảng, nhà nước dành cho đồng bào Khmer, nhất là chăm lo đời sống vật chất, bảo tồn các giá trị truyền thống. Đồng bào Khmer tại Bạc Liêu có trên 78.000 người, chiếm 7,6% dân số. Những năm qua, Bạc Liêu đã huy động nguồn lực, đầu tư hàng trăm tỷ đồng, phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, đầu tư vốn, giúp đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế. Đến nay, đời sống đồng bào Khmer có bước phát triển tích cực. Bạc Liêu cũng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào gìn giữ những nét đặc trưng trong phong tục cổ truyền, tín ngưỡng tôn giáo.